13 tương ưng minh kiến Abhisamaja Samjuta một la mã kinh đầu móng tay nakasika Sutta 74 như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anatha Pindika rồi thế tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo cái gì nhiều hơn một ít bụi này ta lấy lên trên đầu ngón tay hay là quả đất lớn này chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là quả đất lớn này ít hơn là ít bụi được thế tôn lấy lên trên đầu ngón tay không phải một trăm lần không phải một ngàn lần không phải trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh quả đất lớn với ít bụi được thế tôn lấy lên trên đầu ngón tay cũng vậy này các tỷ kheo đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc đối với người đã chứng được minh kiến cái này là nhiều hơn tức là khổ đã được đoạn tận đã được diệt tận khổ còn lại chừng chút ít không phải một trăm lần không phải một ngàn lần không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận đã được diệt tận tức nhiều nhất là bảy lần như vậy lợi ích lớn thay này các tỷ kheo là pháp minh kiến Dhamma bisamaza pháp hiện quán như vậy lợi ích lớn thay là chứng đác pháp nhãn hai la mã kinh hồ sen Pokharani Sutta 75. Chú ở Savatthi, vân vân Này các tỷ kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu. Nước đầy tràn khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy, một người lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào nhiều hơn? Nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ hay nước của hồ sen? Chính cái này, Bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen. Ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với bậc thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Khổ còn lại chừng chút ít, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức nhiều nhất là 7 lần. Như vậy, lợi ích lớn thay, này các tỷ kheo, là pháp minh kiến. Như vậy, lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Ba La Mã, Kinh Nước Sông Hợp Dòng, Sambeza Udaka Sutta, 76, Chú ở Savatthi, vân vân này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Ganga, sông Hằng, sông Jamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Từ các chỗ hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên hay là nước ở chỗ hợp dòng. Chính cái này, Bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là nước hợp dòng. Ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân như trên, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Bốn La Mã, kinh nước sông hợp dòng thứ hai Dutiza Sambeja, Udaka Sutta. 77. Bảy bảy, chú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ví như các con sông lớn này cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng như sông Ganga, sông Jamuna, sông achiravati sông sarabu sông mahi nước các con sông ấy đi đến đoạn tận diệt tận chỉ trừ hai hay ba giọt nước các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo cái gì nhiều hơn nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận diệt tận hay là hai hay ba giọt nước còn lại chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là nước sông hợp dòng đi đến chỗ đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba giọt nước còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Năm La Mã, Kinh Quả Đất, Pathavi Sutta 78. Chú ở savatthi Ví như, này các tỷ kheo, có người đặt bảy cục đất tròn to bằng hột táo trên quả đất lớn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái nào là nhiều hơn? Bảy cục đất tròn to bằng hột táo được đặt trên quả đất hay là quả đất lớn? Chính cái này, Bạch Thế Tôn, là nhiều hơn tức là quả đất lớn. Ít hơn là bảy cục đất tròn to bằng hột táo được đặt trên quả đất. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh quả đất lớn với bảy cục đất tròn được đặt trên quả đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Sáu La Mã, Kinh Quả Đất thứ Hai, Dutiza Vatavi Sutta, 79, Chú ở Savatthi, vân vân Ví như này các tỷ kheo, quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ 7 cục đất tròn lớn bằng hột táo. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Quả đất lớn đi đến đoạn tận, diệt tận hay là bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại. Chính cái này, Bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận. Ít hơn là bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn đi đến đoạn tận diệt tận, với bảy cục đất tròn lớn bằng hột táo còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Bảy La Mã, Kinh Biển, suta Sutta, 80, Chú ở Savathi, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, một người từ biển lớn lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn hai hay ba giọt nước được lấy lên hay là nước biển lớn chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là nước biển lớn ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên không phải một trăm lần không phải một ngàn lần không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh nước biển lớn với hai hay ba giọt nước được lấy lên cũng vậy này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Tám La Mã, Kinh Biển thứ hai, Dutiza Samudha Sutta, 81, Chú ở Savathi, vân vân. Ví như này các tỷ kheo, biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo! cái gì là nhiều hơn nước biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận hay là hai hay ba giọt nước còn lại chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là nước biển lớn đi đến đoạn tận diệt tận ít hơn là hai hay ba giọt nước còn lại không phải một trăm lần không phải một ngàn lần không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh nước của biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận với hai hay ba giọt nước còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Chín La Mã, Kinh Ví Dụ Với Núi, Pabata Sutta, 82, Chú Ở Samvati, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, có người đặt bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải trên vua núi tuyết các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo cái nào là nhiều hơn bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi hay là vua núi tuyết chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là vua núi tuyết ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi không phải một trăm lần không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh vua núi tuyết với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được đặt trên núi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, chứng đắc pháp nhãn. Mười la mã Kinh ví dụ với núi thứ hai Dutiza Babata Sutta 83. Ba, chú ở Savatthi, vân vân ví như này các tỷ kheo vua núi tuyết đi đến đoạn tận diệt tận chỉ còn lại bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải các ông nghĩ thế nào này các tỷ kheo cái nào là nhiều hơn vua núi tuyết đi đến đoạn tận diệt tận hay là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải được còn lại chính cái này bạch thế tôn là nhiều hơn tức là vua núi tuyết đi đến đoạn tận diệt tận này Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải còn lại này. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng. Khi so sánh vua núi tuyết đi đến đoạn tận, diệt tận với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải còn lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này nhiều hơn tức là khổ đã được đoạn tận diệt tận khổ còn lại chừng chút ít không phải một trăm lần không phải một ngàn lần không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận đoạn diệt tức nhiều nhất là bảy lần như vậy lợi ích lớn thay này các tỷ kheo là pháp minh kiến như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn 11 La Mã, Kinh Ví Dụ Với Núi Thứ Ba, Tadija Pabata Sutta, 84 Chú Ở Savatthi, vân vân Ví như này các tỷ kheo, các ông đặt bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu trên vuông núi Sineru, Tu Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn Bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu Được đặt trên núi Hay là vua núi Sineru Chính cái này Bạch Thế Tôn là nhiều hơn Tức là vua núi Sineru Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn Bằng hột đậu Được đặt trên núi Không phải một trăm lần Không phải một ngàn lần Không phải một trăm ngàn lần Có thể sánh bằng Khi so sánh vua núi Sineru Với bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu Được đặt trên núi cũng vậy này các tỷ kheo so sánh sự chứng đắc của vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc của người đã chứng được minh kiến thời sự chứng đắc của các hàng sa môn bà la môn du sĩ ngoại đạo không bằng một trăm lần không bằng một ngàn lần không bằng một trăm ngàn lần cũng vậy chứng đắc lớn này các tỷ kheo là kiến cụ túc là người đã chứng được đại trí như vậy